Top những thực phẩm cực cần thiết cho sĩ tử mùa thi. Sắp bước vào mùa thi, các sĩ tử thường được săn sóc tích cực, nhất là về việc ăn uống. Thực phẩm tốt cho trí não vẫn là ưu tiên hàng đầu giúp các sĩ tử thi tốt. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nhu cầu năng lượng của các sĩ tử mùa thi cao gấp nhiều lần so với người lớn bởi các em cần năng lượng để phát triển thể chất và trí não. Trung bình một ngày, bộ não tiêu hao 400 calo, chiếm 1/5 năng lượng cơ thể. Vì vậy, thực phẩm tốt cho trí não cần được ưu tiên hàng đầu đối với các sĩ tử mùa thi. Những loại thực phẩm dưới đây được các chuyên gia khuyên dùng vì cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho trí não sĩ tử. Bạn có thể tham khảo cho con em mình nhé. Trứng. Quan niệm kiêng trứng vì sợ điểm thi giống quả trứng đã khiến sĩ tử có thể thiếu nhiều chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, trứng là nguồn cung cấp protein, chất dinh dưỡng, đặc biệt là choline và các loại vitamin B. Choline có rất nhiều trong lòng đỏ trứng gà. Loại chất này có vai trò quan trọng trong việc sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh trong não, giúp điều chỉnh tâm trạng, hành vi và bộ nhớ. Nó cũng hỗ trợ sự tỉnh táo và cải thiện hiệu năng nhận thức. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều, mỗi ngày nên ăn một quả vào buổi sáng hoặc bữa phụ buổi chiều, không nên ăn vào buổi tối. Nấm là loại thực phẩm mang lại giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp chất đạm, chất béo, carbon hydrate và vitamin. Đậu phụ cung cấp đạm thực vật dễ tiêu, có thể mua và chế biến rất đơn giản. Các loại hạt như đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, hạt sen, đây là nguồn cung cấp vitamin, chất khoáng và đạm thực vật rất tốt cho các sĩ tử, đồng thời cũng là món ăn để các bạn bồi dưỡng thêm vào bữa ăn phụ. Cá không những là nguồn cung cấp đạm mà còn cung cấp các axit béo hay còn gọi là omega, có lợi cho hệ tim mạch, thần kinh. Một tuần nên ăn 3 bữa cá, ưu tiên các loại cá thu, cá ba sa, cá trích. Ngoài ra, mùa hè có thể ăn thêm canh cua, ngao hoặc hến là nguồn cung cấp đạm và chất khoáng rất dồi dào. Các loại quả nên ưu tiên các loại quả có màu vàng, đỏ để cung cấp nhiều vitamin A cho mắt. Ít nhất cũng ăn một quả chuối và một quả táo hoặc một cốc nước cam, quýt mỗi ngày để cung cấp vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Sữa chua. Ăn 1 đến 2 hộp sữa chua mỗi ngày để cung cấp thêm lợi khuẩn giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt và bảo vệ đường ruột, hệ miễn dịch. Sữa cung cấp nhiều năng lượng, có thể uống 1 ly sữa cho bữa đêm hoặc các bữa ăn phụ giúp tăng cường năng lượng và chất dinh dưỡng cho cơ thể. Thực phẩm chứa nhiều kẽm. Kẽm cũng có liên quan đến trí nhớ, khi cơ thể thiếu kẽm sẽ dẫn đến giảm trí nhớ. Kẽm có nhiều trong thịt, cá, hải sản, đặc biệt có nhiều trong hàu. Dinh dưỡng từ thực phẩm tự nhiên như sâm, yến, các loại tảo biển cũng rất cần thiết. Các loại rau có màu xanh đậm như rau ngót, rau dền, rau bó xôi, bina, súp lơ rất tốt cho các sĩ tử. Rau xanh chứa nhiều vitamin và các chất chống oxy hóa, giúp cho sự minh mẫn. Rau xanh cũng chứa nhiều acid folic, có tác dụng ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Ngoài ra, đừng quên uống nước. Đừng để đến khi khát mới uống nước. Nước rất tốt cho bộ não bởi 80% bộ não là nước, vì vậy mỗi ngày cần uống 2 lít nước. Ngoài ra, thêm những loại rau củ, hoa quả nhiều nước như dưa chuột, dưa hấu, các loại tảo biển, sâm cũng là một cách tăng lượng nước cho cơ thể. Một số lưu ý hữu ích khác. Ngủ điều độ. Áp lực bài vở cộng với tâm lý lo lắng sẽ khiến nhiều em nghĩ rằng càng học nhiều càng tốt. Việc thức đêm triền miên, thiếu ngủ, ngủ không đủ giấc dẫn đến tình trạng não luôn bị kích thích làm việc liên tục, không hiệu quả. Khi thấy mệt và buồn ngủ, đấy là tín hiệu báo bộ não cần nghỉ ngơi ngay lập tức. Tốt nhất nên rời bàn học, chớp mắt khoảng 30 phút rồi học tiếp hoặc đi ngủ luôn nếu đã khuya. Không nên ép bộ não hoạt động quá mức vì ngày hôm sau sẽ hoạt động không hiệu quả. Vận động. Hoạt động thể lực tuy không phải là thức ăn bổ não nhưng lại hết sức cần thiết vì giúp máu lưu thông tốt, mang oxy và dưỡng chất tới cho não nhiều hơn nên các em sẽ sáng trí hơn khi học tập. Bộ não của chúng ta chỉ có thể tập trung, hoạt động liên tục trong vòng 45 phút, sau đó nó cần được nghỉ ngơi. Do vậy không phải cứ học liên tục là tốt mà cứ mỗi 45 phút nên nghỉ giải lao khoảng 10 phút. Thời gian nghỉ ngắn này có thể vận động bằng các bài tập thể dục nhẹ nhàng như đi lại, đồng thời hít thở sâu để tăng lưu lượng máu lên não, giúp não thư giãn, nghỉ ngơi. Ăn uống khoa học. Tuyệt đối không được bỏ bữa sáng, điều đó rất nguy hiểm.
Sau một đêm dài, cơ thể bị bỏ đói, chỉ khi được nạp năng lượng thì đầu óc mới có thể minh mẫn để tập trung ôn luyện. Sau ăn 30 đến 60 phút mới được học, thời gian này tranh thủ nghỉ ngơi, đi dạo nhẹ nhàng, hít thở sâu, theo dõi hơi thở để không nghĩ ngợi cho não thực sự được nghỉ.